nên học giọng Anh hay giọng Mỹ, cái nào tốt hơn? Các bạn có đang thắc mắc cái kiểu như vậy không? Nếu có, tôi cho các bạn một câu trả lời hết sức bất ngờ luôn. Đó là các bạn rảnh quá rồi đó. Các bạn quan tâm chi cái vấn đề nhỏ như thế này? Nó không thực sự đáng để các bạn quan tâm các bạn ạ. Bởi vì nó dễ tới mức sau khi bạn xem xong video này, bạn sẽ vô cùng bất ngờ. Bây giờ tôi hỏi các bạn nha, giả sử một người Tây nói giọng Anh và một người Tây nói giọng Anh Mỹ, hai người nói chuyện với nhau, tôi hỏi các bạn, họ có hiểu được những gì họ nói với nhau không? Tôi cá chắc với các bạn 100% là họ có thể dễ dàng hiểu được những gì họ đang nói với nhau. Là vậy đó, cho dù người nói chuyện nói với họ dùng giọng Anh hay giọng Anh Mỹ thì họ đều hiểu cả. Và ngược lại, bạn cũng phải vậy. Bạn cũng phải làm sao đó để mà cho dù người nói chuyện với các bạn dùng giọng Anh hay giọng Anh Mỹ thì bạn đều hiểu cả. Vậy cuối cùng tôi nói các bạn cái điều này: các bạn nói giọng Anh hay giọng Anh Mỹ không quan trọng. Các bạn thích cái giọng nào thì các bạn nói cái giọng đó. Như tôi thích cái giọng Anh Mỹ, bởi vì nói nó tôi cảm giác như nó thuận miệng hơn. Vậy thôi. Còn về việc nghe thì các bạn phải nghe được cả hai giọng. Trên thực tế thì nghe được hai giọng không khó nha các bạn. Thực sự không khó lắm đâu. Chẳng có gì khó cả. Thôi, ok, vậy thôi nha. Còn nếu bạn có thắc mắc hay câu hỏi gì liên quan đến việc học tiếng Anh thì các bạn có thể gửi email qua địa chỉ email 60giây file@gmail.com để được hỗ trợ giải đáp miễn phí, cũng như cho tôi thêm nhiều ý tưởng làm video chia sẻ hơn. Cảm ơn các bạn nhé.